Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ Giao thông, Y tế, Ngoại giao xin không tiếp nhận chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhập cảnh về Đà Nẵng. Lý giải việc này, Đà Nẵng cho biết từ đầu năm 2021, thành phố đã tiếp nhận gần 12.000 lượt người nhập cảnh. Riêng tháng 4 vừa qua đã tiếp nhận và cách ly y tế tập trung hơn 8.000 người nhập cảnh từ nước ngoài. Điều này dẫn đến áp lực rất lớn đối với các ekip làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đặc biệt là trong trường hợp Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 tại cộng đồng. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học và tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu từ 0 giờ ngày 4 tháng 5. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn thành phố nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật, hoạt động tắm biển, tổ chức ăn uống tập thể và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại các khu điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar, pub, massage, trò chơi điện tử, rạp phim. Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, các phương tiện vận tải công cộng vận chuyển không quá một nửa số người cho phép.